Trước khi đi vào bộ ba phim gốc, chúng ta cần biết sự kiện đã trực tiếp tạo ra ma trận, đó là cuộc phục hưng thứ hai. Những năm giữa thế kỷ 21, trí tuệ nhân tạo đặc biệt phát triển để phục vụ con người, đến mức có hẳn một giống loài robot được tạo nên. Dựa dẫm vào máy móc, nhân loại ngày một chây ì và lụi bại. Dù vậy, trí tuệ nhân tạo vẫn hết lòng phục vụ chủ nhân. Đến năm 2090, một sự vụ mang tính bước ngoặt đã xảy ra khi một người máy gia đình giết chết người chủ và cả vật nuôi, đánh dấu lần đầu tiên robot sát hại con người. Nhưng khi bị tra hỏi, người máy này lại cho rằng tất cả chỉ là tự vệ mà thôi. Dựa trên tiền lệ này, tòa án tuyên bố người máy không được hưởng quyền lợi như con người và nhân loại có quyền loại bỏ toàn bộ thiết bị máy móc. Vì thế mà robot kia đã bị xử tử. Sau sự kiện này, chủng loài người máy trên toàn thế giới cùng với những người ủng hộ đổ xô đi biểu tình và đòi quyền lợi, buộc chính phủ trên toàn cầu phải đàn áp quyết liệt. E ngại rằng sẽ mất quyền tự chủ, bộ máy cấp cao trên toàn thế giới ra lệnh khai tử hết robot cùng bộ phận người dân ủng hộ. Tuy nhiên, vì loài người đã quá phụ thuộc vào máy móc, nên có một số robot đã được giữ lại hoặc chạy thoát. Chúng liên minh với nhau và dựng nên vương quốc mới, đặt tên là Zero One. Trong khi đất nước này ngày một thịnh vượng, thì thế giới của loài người lại ngày càng tàn lụi. Vì vậy, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm phong tỏa Zero One. Dù đại sứ của vương quốc người máy đã yêu cầu thương thuyết trong hòa bình, nhưng loài người lại từ chối. Qua đó, cô lập vương quốc của trí tuệ nhân tạo. Sau khi phong tỏa Zero One, Liên Hợp Quốc tiếp tục thả bom hạt nhân tại lãnh địa này. Song, động thái kể trên không thể càn quét hết người máy, vì chúng đã được nâng cấp hơn rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Người máy nổi dậy phản công và nhân loại nhanh chóng đầu hàng trước sức mạnh siêu tân tiến. Do vậy, loài người đã phải tìm đến biện pháp cực đoan nhất để lật ngược thế cờ, đó là che khuất ánh sáng mặt trời nhằm tiêu diệt nguồn năng lượng của robot. Bản thân kế hoạch này đã gây ông đập lưng ông, khiến nhân loại ngày một yếu đi, tạo điều kiện cho robot tiếp tục phát triển và tấn công. Những người còn sống phải rút sâu xuống dưới lòng đất, tạo ra thành phố Zion. Còn ở bên trên, loài người chính thức thất bại trước sức mạnh kinh hoàng của máy móc. Sau khi chiến thắng, robot biến con người thành nguồn năng lượng sinh học vô tận. Để duy trì tình trạng này, chúng tạo ra thực tại giả lập mang tên ma trận, đưa ý thức của con người vào đó, đồng thời xóa sạch ký ức về cuộc sống trước kia. Và đó là khởi nguồn của loạt phim chính. Loạt phim ma trận mở đầu bằng một cuộc đối thoại khi hai người bàn luận về việc họ tìm thấy kẻ được chọn. Nhưng thật không may khi cuộc điện thoại này đã bị nghe lén. Sau đó là một cú chuyển cảnh cho thấy cảnh sát đang dò xét một tòa nhà bị bỏ hoang, rồi phát hiện một người phụ nữ mặc đồ đen. Cô ấy là Trinity. Bằng những đòn đánh phi vật lý, Trinity hạ gục hết đội cảnh sát. Cô gọi điện cho Morpheus, nhận được lời đáp phải tự tìm lối thoát khác. Sau một hồi rượt đuổi đầy căng thẳng với những đặc vụ áo đen, Trinity tìm được đến bốt điện thoại, vừa kịp nhấc máy trước khi chiếc ô tô tải lao vào và nghiền nát tất cả mọi thứ. Tuy không xử được Trinity, nhưng hội áo đen đã biết được mục tiêu tiếp theo. Sau đó, cảnh chuyển sang tay hacker Thomas Anderson hay Neo đang ngủ gục trên bàn làm việc. Những dòng chữ trên máy tính đã đánh thức anh và yêu cầu anh đi theo chú thỏ trắng. Ngay khi màn hình hiện dòng knock knock, cũng là lúc có người ghé thăm Neo. Anh đưa cho đám người chơi hệ chiếc đĩa bí mật và được họ lôi kéo vào chỗ ăn chơi. Ban đầu, anh chàng từ chối, nhưng rồi lại nhìn ra hình xăm thỏ trắng trên vai một cô gái và nhanh chóng thay đổi quyết định. Trinity tiếp cận Neo, thông báo rằng anh đang gặp nguy hiểm và cô biết rằng anh đang tìm câu trả lời cho thắc mắc ma trận là gì. Ngày tiếp theo, sau khi bị sếp của trách vì đi làm muộn và coi mình đặc biệt hơn tất cả, nhân vật chính được Morpheus cảnh báo rằng anh đang bị truy đuổi. Dưới sự hỗ trợ từ Morpheus, Neo đã thoát khỏi đám đặc vụ áo đen. Nhưng khi đứng trước sợi dây cáp cao tít tắp, anh nhụt chí và chấp nhận bị giải đi. Tại phòng thẩm vấn, đặc vụ Smith nhử Neo giao nộp Morpheus, đổi lại sẽ được trả án. Nhưng anh đã một mực từ chối. Nhẹ nhàng không xong, Smith dùng biện pháp mạnh bằng cách tiêu biến khuôn miệng Neo, rồi thả một con rết điện tử vào rốn của anh. Neo bật dậy trong phòng, những tưởng mọi thứ chỉ là ác mộng. Morpheus gọi điện cho anh ngay sau đó và nói cho Neo biết anh chính là người được chọn, rồi hẹn anh ở trên cây cầu thành Adam. Neo được Trinity đón đi và cô nhanh chóng hút con rết điện ra khỏi cơ thể của Neo. Trên thực tế, công việc này không còn xa lạ gì với Trinity nữa bởi cô từng thực hiện nó không ít lần. Nhân vật nữ này đã đi tìm người được chọn từ lâu và mỗi lần thâm nhập ma trận là cô lại bị theo dõi bởi một tay thám tử. Những điều tra viên này đều bị cấy rết vào cơ thể mà không hề hay biết để các đặc vụ có thể xác định vị trí của Trinity và thanh toán cô. Cuối cùng, bốn tay thám tử này đều phải bỏ mạng, khác hẳn với Neo, vừa được rút bọ, vừa được tiếp cận với sự thật. Quay lại với tuyến truyện gốc, sau bao trắc trở, cuối cùng Neo cũng gặp được Morpheus, nghe ông tiết lộ tất cả đang sống ở trong một ma trận, một thực tại ảo được dựng nên để che giấu sự thật rằng cả nhân loại đã bị biến thành nô lệ. Và đây, Neo đứng trước một trong những lựa chọn kinh điển nhất thế giới phim ảnh, hoặc là uống viên thuốc xanh để về phòng và quên hết tất cả mọi thứ đã qua,
hoặc là chọn viên đỏ để tỉnh giấc. Neo đã chọn viên màu đỏ. Thực chất, viên thuốc là chương trình theo dấu để nhóm Morpheus định vị cơ thể của Neo. Anh chạm vào tấm gương lỏng và chất dịch ấy dần lan rộng khắp cơ thể cho đến khi ngất đi. Nam chính tỉnh dậy, thấy mình khỏa thân trong buồng chứa nhảy nhụa với dây dợ cắm chặt toàn thân. Chiếc lồng mở ra và Neo chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi bầu trời xám xịt và có hàng hà sa số những chiếc lồng tương tự. Neo nhanh chóng được giải thoát và đối mặt với nhóm Morpheus với diện mạo hoàn toàn khác. Anh thức tỉnh, được Morpheus cho biết đây là khoảng năm 2199, chứ không phải là năm 1999. Sau đó, nam chính tham quan con tàu Nebuchadnezzar, gặp Trinity và các thành viên khác như Apoch, Switch, Cypher, Mouse hay anh em Dozer và Tank. Nếu các bạn chưa biết, thì cuộc đối thoại đầu phim là của Trinity và Cypher. Ngay sau đó, Neo được đưa đến một không gian trắng xóa, là nền tảng để Morpheus và cộng sự tải thông tin nhằm đối chọi với ma trận. Tại đây, anh được biết rằng thực tại bấy lâu nay chỉ là chương trình tương tác giả lập và anh chỉ là hình ảnh phóng chiếu tâm lý của chính mình. Nói cách khác, thế giới mà Neo biết chỉ là giả, còn thế giới thực đang chìm trong bóng đêm mịt mù với những tòa nhà đổ nát và bầu trời tối tăm. Morpheus kể lại sự kiện phục hưng thứ hai, cho biết con người không được sinh ra nữa mà là tạo ra. Neo không thể tiếp nhận sự thật phũ phàng này, anh đòi thoát ra để rồi gọi tên em Huệ và ngất đi. Khi Neo tỉnh lại, Morpheus giải thích rằng có một người đàn ông đủ sức tạo ra thực tại mới bên trong ma trận và anh ta chính là người đã cứu Morpheus cùng rất nhiều sinh mạng khác. Khi vị cứu tinh đã chết đi, nhà tiên tri tiên đoán rằng anh sẽ trở lại trong một hình hài khác. Lúc ấy, ma trận sẽ tiêu tùng và nhân loại sẽ được giải phóng. Morpheus tin rằng Neo chính là người hóa kiếp ấy. Hôm sau, Neo nói chuyện với Tank, con người tự nhiên hiếm hoi còn sót lại, được sinh ra ở Zion, thủ phủ duy nhất của loài người nằm ở gần lõi trái đất. Sau đó, Neo được Tank thải vào ý thức rất nhiều bộ môn đối kháng, từ Jiu-Jitsu, Taekwondo cho đến Kempo và Boxing. Cả Morpheus và Tank đều sửng sốt trước khả năng hấp thụ thông tin của Neo, nhưng ông già gân vẫn muốn thử sức anh. Trong thực tại giả lập này, Neo học được rất nhiều, từ việc ra đòn cho đến phá vỡ các quy luật tự nhiên. Morpheus cho rằng Neo có thể nhanh và mạnh hơn, chỉ cần anh tin vào điều này. Sau đó, hai người chuyển đến tòa nhà cao tầng để học bài học nhảy xa, nhưng Neo đã thất bại vì... Everybody falls the first time. Neo quay về thực tại, nhận ra mình bị thương, và biết rằng nếu chết trong ma trận, tức là cũng về chầu ông bà ngoài đời thực. Sau đó, Trinity cho biết cả hội sẽ đưa Neo đi gặp nhà tiên tri khi anh thực sự đã sẵn sàng. Trở lại với quá trình luyện tập của Neo, anh được Morpheus giải thích ma trận là một hệ thống ác độc, nhưng vẫn sẽ có người thụ động đến mức không thể đào thoát. Bên cạnh đó, đặc vụ Smith là chương trình có chi giác trong ma trận, tức là hắn có thể thay thế bất kỳ ai. Inside the Matrix, they are everyone and they are no one. Morpheus khẳng định sẽ phải có người chiến đấu với các đặc vụ, nhưng trước giờ chưa có bất kỳ một ai sống sót cả. Mặt khác, ông vẫn rất lạc quan vì nhóm đặc vụ không thể tự do và độc lập như người thường. Sau đó, Cypher gọi điện thông báo cả hội đang gặp rắc rối. Quả đúng như vậy, họ đang phải đối mặt với những cỗ máy chuyên săn lùng và hủy diệt có diện mạo như những con mực khổng lồ. Cả đoàn đáp súng hệ thống cống rãnh và tắt động cơ, sẵn sàng để nhấn nút EMP, vũ khí duy nhất trước lũ robot. Thật may mắn khi những con mực kia không phát hiện ra Nebuchadnezzar. Sau đó, Neo nói chuyện với Cypher, nghe anh ta than phiền rằng tại sao không uống viên thuốc xanh. Không lâu sau, chúng ta thực thấy Cypher trao đổi cùng Smith, thỏa thuận rằng gã đặc vụ sẽ đưa anh ta vào ma trận thêm một lần nữa, đổi lại, anh sẽ phải đổi phe. Smith muốn biết bộ mã để truy cập vào máy chủ Zion, nhưng Cypher không biết. Thay vào đó, hắn sẽ hỗ trợ Smith bắt giữ Morpheus. Trên đường đi gặp nhà tiên tri, Neo muốn biết bà đã nói gì với Trinity, nhưng cô không trả lời. Morpheus giải thích nhà tiên tri đã theo phe loài người từ thuở đầu khởi nghĩa và bà sẽ soi sáng Neo. Khi bước vào căn hộ, Neo thấy vài đứa trẻ tiềm năng, trong đó có cô bé bẻ cong được cả kim loại. Mấu chốt của hành động này là... There is no spoon. Khi đối mặt với nhà tiên tri, Neo được Morpheus tin anh là người được chọn đến mức sẵn sàng hy sinh để bảo vệ anh. Lời sấm của bà là một trong hai người sẽ chết và Neo sẽ có đủ dũng khí khi lựa chọn đó là ai. Khi cả hội trên đường về, đột nhiên dây điện thoại bên ngoài bị cắt. Mouse mở cửa sổ nhưng thấy toàn gạch là gạch. Cảnh sát tràn vào tòa nhà, vừa kịp nâng hai khẩu súng máy lên, Mouse ăn một loạt kẹo đồng từ những cảnh vệ. Anh gục ngã, bỏ mạng ngoài đời thực. Cả nhóm tìm cách trèo xuống qua đường ống thoát nước, nhưng tên đặc vụ đã phát hiện ra chiếc áo mà Cypher bỏ lại. Một tay cảnh vệ tìm đến nhà vệ sinh, và bên trong, Cypher đã hắt hơi liên tục. Chỉ chờ có vậy, gã sấy hết đạn vào bức tường. Từ bên trong, Neo cùng chiến hữu ra sức bắn trả. Nhưng Smith vẫn tóm được nhân vật chính. Sau khi hắn chiếm cơ thể của một viên cảnh sát, Morpheus đã liều mình chặn đứng tay đặc vụ,
câu giờ cho hội Neo chạy thoát. Morpheus và Smith đánh tay bo và tên đặc vụ dễ dàng hạ gục lão đại, gọi cảnh sát và dã cho Morpheus một trận thừa sống thiếu chết. Cypher khôn lỏi thoát khỏi ma trận trước tiên, bắn trọng thương Tank và giết chết Dozer, khiến hội còn lại không thể về được nữa. Hắn nhấc máy của Trinity, nói rằng hắn căm ghét thế giới thực tàn khốc và Morpheus đã nói dối tất cả mọi người. Đoạn, Cypher giết Apoc và Switch bằng cách rút dây khỏi cơ thể của họ. Ngay khi Cypher định giết nốt Neo, Tank nổi dậy và nướng chín hắn bằng khẩu súng điện quái ác. Khi Neo và Trinity trở về an toàn, chúng ta được thấy Smith tra khảo Morpheus. Hắn cho rằng con người như một loài virus và thế giới này được tạo ra để ngăn nhân loại tỉnh giấc. Morpheus bị tiêm một loại chất lỏng vào cơ thể và Tank biết đó là chất để Smith lấy thông tin về Zion. Dù Morpheus đang cố hết sức để chống cự, nhưng Tank vẫn chuẩn bị rút dây để bịt đầu mối, bởi nếu Zion thất thủ, đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ nhân loại. Đúng lúc đó, Neo ngăn Tank lại vì anh đã hiểu ra lời sấm rằng anh phải vào ma trận để cứu Morpheus. Neo phủ nhận anh là người được chọn, anh vào ma trận chỉ vì Morpheus đã liều mạng cứu anh, và nam chính cũng cần phải làm điều tương tự. Trinity nhất mực đi theo và hai người lên đồ trong không gian ảo. Guns. Lots of guns. Trong lúc đó, Smith ra sức bắt Morpheus nhả thông tin. Hắn thừa nhận rằng mình ghét ma trận và phải thoát ra. Chỉ cần Zion biến mất, Smith sẽ được tự do. Lúc này, Trinity và Neo đặt chân đến tòa nhà. Họ xử đẹp đám cảnh vệ bằng những đòn đánh uy lực. Cũng là lúc Smith nhận ra Morpheus sắp được giải cứu. Neo và Trinity cùng nhau đặt bom trong thang máy, qua đó khởi động hệ thống chữa cháy trong tòa nhà. Trên tầng thượng, Neo đối mặt với một tay đặc vụ và anh đấu trực diện với hắn. Sau khi hạ gục gã áo đen, Neo và Trinity cùng leo lên trực thăng để cứu Morpheus. Neo xả hết đạn trong khẩu súng máy vào tòa nhà, phân tán nhóm đặc vụ để Morpheus phá hỏng còng tay và lao ra ngoài. Tuy nhiên, ở những bước chạy cuối cùng, ông bị Smith bắn trúng và lỡ đà, buộc Neo phải nhảy ra ngoài để đón đầu. Hai người bắt được nhau, nhưng đúng lúc đó, Smith bắn trúng thùng xăng của máy bay, khiến Trinity phải khổ sở lắm mới thả được đồng đội xuống tòa nhà ngay gần. Đúng lúc máy bay chuẩn bị va phải tòa nhà thì Trinity kịp nhảy ra và Neo đã đỡ cô ngay khi khói lửa mịt mù. Ba người đoàn tụ và tranh chỉ cho họ lối ra. Mặc dù không bắt được nhóm người trong ma trận, nhưng ở thế giới thực, những cỗ máy hủy diệt đã phát hiện ra vị trí của con tàu và chuẩn bị tấn công nó. Trong thế giới ma trận, một kẻ ăn xin nhìn thấy Morpheus biến mất, đánh động Smith và hắn nhanh chóng chiếm cơ thể của ông ta. Trong lúc đó, Trinity tiết lộ tất cả những gì nhà tiên tri nói về cô đều là sự thật, trừ khoảnh khắc này. Cô nhấc máy, vừa kịp trước khi Smith bắn tan ống nghe của chiếc điện thoại, đẩy Neo vào trận chiến một mất một còn. Hai người xả hết đạn trong súng, rồi bắt đầu vỗ mặt nhau. Dù rất cố gắng, nhưng Neo vẫn bị Smith cho ăn hành đến thổ huyết. Anh không bỏ cuộc, đứng dậy và đánh tiếp, để rồi dính liên hoàn trưởng từ tay đặc vụ. Cả hai kéo nhau xuống đường dây tàu điện ngầm. Ngay khi Smith khóa cổ và gọi Neo là Anderson, anh đã đáp lại. Rồi bật nhảy lên tường, còn Smith thì bị tàu điện cán qua. Ở ngoài thế giới thực, những con mực sát thủ đang ngày một gần hơn với tàu Nebuchadnezzar. Ba người còn lại sạc EMP, nhưng họ không thể phản công vì Neo còn chưa thoát ra được. Tưởng như Neo sắp thoát, thì đặc vụ Smith lại đứng chờ sẵn và nã đạn liên hồi, khiến nội tạng Neo thương tổn nặng nề. Trong khoảnh khắc nam chính lịm đi, Trinity tiết lộ lời sấm là cô sẽ yêu người được chọn, nên anh không thể chết, bởi vì... Sau khi nhận nụ hôn từ Trinity, Neo thức tỉnh và nhìn ra bản chất của ma trận. Anh đỡ đòn Smith dễ như ăn kẹo, vô hiệu hòa hắn và đuổi hai tên đặc vụ còn lại chạy cong đuôi. Lúc này, lũ quái vật đã tràn cả vào trong tàu, toàn tiêu diệt tất cả. Neo lao vào nghe điện thoại, kịp trở lại trong gang tấc trước khi Morpheus bấm nút EMP, đánh bay nỗ lực phá hoại của đám mực khổng lồ. Giữa đống đổ nát, Neo và Trinity trao nhau nụ hôn say đắm. Cuối cùng, Neo gửi lời cảnh báo đến ma trận rằng nó sẽ phải sợ hãi trước anh và những người khác, rằng anh sẽ tạo ra một thế giới chẳng có giới hạn hay rào cản nào nữa. Đoạn, Neo vút bay lên bầu trời rộng lớn và phần phim đầu tiên của chúng ta kết thúc ở đây. Trước khi đến với phần phim thứ hai, chúng ta cần biết một vài sự kiện quan trọng. Đầu tiên là hành trình của tàu Osiris. Trên hành trình, phi hành đoàn đã đánh đuổi thành công một đám mực sát thủ tuần tra. Họ hạ cánh xuống vị trí cách Zion 4 km, gần cứ địa của lũ quái vật, và phát hiện ra một mũi khoan khổng lồ đang xuyên phá thẳng xuống thành phố loài người. Toàn bộ phi hành đoàn đã nỗ lực hết sức để truyền thư cảnh báo xuống căn cứ Zion và họ đã thành công. Tuy nhiên, toàn bộ tàu Osiris cũng đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện sứ mệnh này. Sự kiện này dẫn trực tiếp đến tựa game Enter the Matrix.
Trong đó, thuyền trưởng Niobe của tàu Logos cùng người bạn Ghost đã nhận ra lời cảnh báo từ tàu Osiris. Qua trò chơi này, chúng ta cũng được biết đến một loạt nhân vật có vai trò quan trọng trong ma trận phần 2, như người thợ khóa hay tay phản diện Merovingian. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của những tay đặc vụ, Niobe quyết định sẽ đi tìm và hỗ trợ tàu Nebuchadnezzar của Morpheus. Họ giải cứu thành công những người còn sống và sử dụng EMP để vô hiệu hóa những cỗ máy chỉ trực chờ giết người. Kết thúc của tựa game này dẫn trực tiếp sang diễn biến của ma trận tái lập. Phần phim thứ hai lấy bối cảnh 6 tháng sau câu chuyện đầu tiên, bắt đầu bằng cảnh Trinity đánh nổ căn gác bảo vệ bằng chiếc mô tô. Cô hạ gục hết đám bảo vệ và đối đầu với tay đặc vụ giữa không trung. Hai người xả súng khi đang rơi tự do, nhưng chỉ Trinity là trúng đạn. Neo bật dậy sau cơn ác mộng, anh thở phào khi thấy Trinity vẫn nằm cạnh bên và cố giấu viễn cảnh kinh hoàng vừa thấy với cô. Ở một diễn biến khác, thủ lĩnh Niobe cảnh báo những phi hành đoàn khác về việc các cỗ máy sát thủ sẽ tấn công thành phố Zion trong 72 tiếng nữa. Dù đến muộn, nhưng Morpheus cùng phi hành đoàn vẫn trấn an rằng lời sấm sẽ thành hiện thực, rằng cuộc chiến dài đằng đẵng này sắp kết thúc. Mặt khác, thủ lĩnh tàu Nebuchadnezzar yêu cầu một con tàu khác nên ở lại liên lạc với nhà tiên tri, còn toàn bộ đội ngũ sẽ về Zion để nạp nhiên liệu và sửa chữa. Xong, tổng chỉ huy Locke lại ra lệnh không một tàu nào được phép trái lệnh. Cuối cùng, thuyền trưởng Ballard của tàu Caduceus tình nguyện ở lại, nhưng ông chỉ cho Morpheus cùng đồng đội 36 tiếng. Sau đó, một người lạ không rõ nhân dạng đề nghị chuyển phong thư cho Neo. Ngay sau đó, mở tấm phong bì và thấy chiếc tai nghe không lẫn đi đâu được của các đặc vụ. Anh cảnh báo với đội an ninh, rồi một mình đối mặt với hội áo đen. Neo dễ dàng đánh bại đối thủ, rồi bay vút lên trời đêm. Cùng thời điểm, Linh thông báo cho Morpheus rằng những đoạn mã của ma trận đã bị biến đổi một cách kỳ dị. Anh chưa bao giờ thấy hiện tượng nào như thế cả. Còn Neo tìm đến nơi ở cũ của nhà tiên tri, nhưng chỉ thấy một không gian trống trơn. Quay trở về với thế giới thực, lúc này tàu Nebuchadnezzar đã về tới Zion. Theo Trinity, trước đây, Niobe từng về phe Morpheus, nhưng rồi lại ngả về phía Locke sau khi Morpheus trở về từ cuộc gặp gỡ với nhà tiên tri. Trong khi ba người thu xếp hành lý, một cậu trai năng nổ chạy tới giúp đỡ, dù không nhận được phản ứng tích cực. Khi bốn người tiến thẳng vào thang máy, cậu trai bày tỏ mong muốn trở thành một phần trong đội của Morpheus vào năm sau khi mình đã đủ tuổi vì muốn trả ơn Neo đã cứu mạng cậu. Chuyện là cậu trai này cũng từng bị ma trận chi phối và cũng phát hiện ra sự bất thường, kỳ dị của thực tại này. Một ngày đến trường, cậu trai nhận cuộc gọi từ Neo và biết rằng những đặc vụ áo đen đang đuổi theo mình, nên đã nhảy lầu với hy vọng được giải cứu. Cậu trai bỏ mạng trong ma trận nhưng lại tỉnh dậy trong thế giới thực với Neo và Trinity đang tận tình săn sóc. Quay trở lại với cốt truyện chính, tổng chỉ huy Locke đang nạt nộ Morpheus vì dám điều một con tàu ở lại vùng nguy hiểm. Ông già gân phản biện rằng cả đoàn cần lời khuyên từ nhà tiên tri và Neo là chìa khóa để chấm dứt trận chiến này. Xong, Locke vẫn không tin vào lời sấm, chỉ bận tâm đến hỏa lực của Zion để chống cự trước đợt tấn công của những cỗ máy hung tợn. Đoạn, Haman, hội đồng viên của thành phố Zion chen vào cuộc đấu khẩu. Ông hỏi về việc sẽ phát biểu gì trước toàn thể cư dân Zion trong buổi tiệc hội ngộ. Trong khi Locke muốn ém nhẹm thông tin để người dân đỡ hoảng, thì Morpheus lại tin rằng Zion có quyền được biết sự thật. Quay về với hội Neo, sau khi Linh cùng cậu trai rời khỏi thang máy, Neo và Trinity hôn nhau nồng nhiệt trước khi đối mặt với rất nhiều cư dân Zion. Họ cho Neo rất nhiều vật phẩm, van nài anh làm những việc như coi sóc con của họ. Khi ấy, Link đã toàn tụ với gia đình. Hóa ra, Link là em rể của Dozer và Tank, hai người vận hành tàu Nebuchadnezzar đã bỏ mạng từ phần phim trước. Con tàu này hiếm khi cập bến Zion, nên vợ anh, Dee, lo sợ cô sẽ mất cả Link. Nhưng Link đã thuyết phục được cô rằng trận chiến sắp kết thúc. Tối đó, Morpheus phát biểu trước toàn thể dân cư Zion. Ông thừa nhận rằng thành phố đang gặp nguy, nhưng khẳng định chắc chắn rằng con người sẽ chiến thắng. Zion ngập trong tiếng hò reo và mọi người cùng nhau nhảy múa. Trong lúc đó, Neo và Trinity Netflix and chill, nhưng Neo đã nhanh chóng đổ gục vì viễn cảnh Trinity bỏ mạng. Trinity trấn an người yêu bằng cách khẳng định cô sẽ không bao giờ buông bỏ. Trong ma trận, phi hành đoàn của Caduceus đã nhận được thông điệp từ nhà tiên tri, nhưng khi họ đang trở về thì Bane lại bị Smith chiếm lấy thân xác và thoát ra ngoài thế giới thực. Nửa đêm, Neo tỉnh dậy, anh gặp mặt Haman. Họ cùng nhau xuống tầng cơ khí của thành phố. Hai người trao đổi về chuyện giữa máy móc và con người, đâu mới là thứ kiểm soát. Không tìm được lời giải đáp thỏa đáng, Neo và Haman để ngỏ vấn đề tại đó. Sáng hôm sau, Ballard truyền lời nhắn từ nhà tiên tri cho Neo. Trước khi phi hành đoàn cất cánh, Smith trong thân thể của bên toan cầm dao giết Neo nhưng bất thành vì cậu trai nhiệt tình nọ đã chạy đến để nói lời từ biệt. Trong lúc đó, Locke nổi giận thấy rõ về Haman vì đã cho phép hội Morpheus cất cánh, nhưng Haman tin rằng nhiều tàu chiến chưa chắc đã làm nên chiến thắng. Vào trong ma trận, Neo đối mặt với Seraph và anh ta thử thách nam chính bằng một màn đánh tay đôi nảy lửa.
Sau khi chắc chắn rằng Neo là người được chọn, Seraph dẫn anh gặp nhà tiên tri trên một hành lang dài, vượt qua tầm kiểm soát của Link. Neo biết được nhà tiên tri cũng chỉ là một chương trình trong ma trận. Ba giải thích vạn vật trên thế giới đều được lập trình với những mục đích vô hình, và Neo phải đi vào cội nguồn nếu muốn chấm dứt trận chiến này. Nam chính thừa nhận anh đã thấy viễn cảnh Trinity gặp nguy, nhưng không biết cô có thực sự chết hay không. Nhà tiên tri trả lời rằng anh vốn đã lựa chọn rồi. Neo từ chối hiểu và nhận được lời đáp rằng anh phải chấp nhận vì anh là người được chọn. Neo phải tìm đến thợ làm khóa, một chương trình đang bị giam giữ bởi Merovingian. Seraph và nhà tiên tri rời đi, đúng lúc một đám Smith nhảy bổ vào và tính làm thịt Neo. Smith kể lại hắn đã suýt bị xóa sổ, nhưng không chấp nhận và trở lại với trạng thái tự do. Smith vừa chất vấn Neo về mục đích tồn tại. Hắn định thu phục Neo thành bản thể của mình, nhưng người được chọn đã kháng cự thành công và một mình đối chọi với hàng chục, rồi hàng trăm tên Smith lao vào như ong vỡ tổ. Dù không thua thiệt là bao, nhưng đến cuối, Neo vẫn phải bay đi, và ở ngoài thế giới thực, anh thừa nhận Smith đã biết cách để nhân bản chính mình. Tại Zion, hội đồng quyết định cử thêm 2 tàu đi viện trợ Nebuchadnezzar, mặc cho Locke phản đối. Thuyền trưởng Sauron của tàu Vigilion nhận lời ngay lập tức, người còn lại chính là Niobe. Sau đó, Locke giận dữ với Niobe, nhưng không thể khiến cô thay đổi quyết định. Trong ma trận, hội Neo gặp mặt Merovingian, một người đàn ông bảnh bao cùng vợ là Persephone. Ông ta nói rõ là sẽ không thả thợ chìa khóa, thậm chí còn cho rằng thời gian của nhà tiên tri sắp cạn kiệt. Gã đàn ông này còn nói thêm rằng mình có sức mạnh của sự thật, đó là nhân quả. Gã bỏ đi, ra lệnh cho đội cận vệ đưa nhóm nhân vật chính ra ngoài. Khi xuống thang máy, hội Neo gặp Persephone, cô ta đồng ý dẫn họ tới chỗ của thợ chìa khóa, bởi cô muốn chọc tức ông chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ này ra một điều kiện, đó là Neo phải hôn cô ta như thể anh đang hôn Trinity. Trinity nổi giận, nhưng vì thế sự nên phải chấp nhận nhìn người yêu khóa môi với kẻ khác. Persephone thực hiện giao kèo, khiến Merovingian tức giận ra mặt, nhưng đây chỉ là hậu quả khi gã dám ăn trả ăn em. Ngay sau đó, tay này cho cặp đôi nửa người nửa ma đuổi theo hội Neo để bắt thợ chìa khóa về. Trinity và Morpheus đuổi theo tay thợ để Neo ở lại giải quyết đám cận vệ. Neo dễ dàng chặn đứng và hạ gục hết đám lâu la bằng những đòn đánh mạnh mẽ trước khi đuổi theo tay thợ. Trong lúc Trinity và Morpheus đối chọi với cặp sinh đôi quỷ quyệt, thợ khóa đã kịp lên xe để ba người rút chạy. Khi Neo kịp phá cửa nhảy vào, trước mặt anh ta là dãy núi cao tít tắp. Dưới sự định hướng từ Link, Neo vút bay đến hội Morpheus. Khi ra đến đường lớn, Morpheus, Trinity cùng thợ khóa phải đối mặt với hai nhóm phản diện là cặp đôi áo trắng và những tay áo đen. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, phá hỏng rất nhiều ô tô và làm náo loạn đường phố, cuối cùng Trinity cũng leo được lên mô tô và đưa thợ khóa chạy trốn. Sau đó, dù có được sự hậu thuẫn từ Morpheus, Sauron và cả Niobe, nhưng thợ khóa vẫn bị đặc vụ bắt được. Tuy nhiên, ngay trước khi tay đặc vụ hóa kiếp thợ khóa, Morpheus đã kịp giải cứu ông. Ấy vậy, tay đặc vụ vẫn nhanh chóng thâm nhập vào thể xác của tay tài xế gần đó, chuẩn bị cho một cú va chạm cực mạnh. Lúc này, Morpheus chỉ còn biết cầu nguyện, nhưng Neo đã xuất hiện như một vị thần, giải cứu cả hai ngay trước khi mọi thứ chìm trong khói lửa. Trong lúc đó, Zion được tin những cỗ máy hủy diệt đang bị chậm lại và họ có thêm ít nhất là 9 tiếng nữa để phòng bị. Trong ma trận, nhóm người hùng cùng thợ khóa lên kế hoạch rằng Neo phải là người mở cánh cửa dẫn đến cội nguồn, nhưng để tránh phát nổ cả tòa nhà, toàn bộ hệ thống điện cho 27 khối nhà xung quanh phải bị vô hiệu hóa. Để làm điều đó, Niobe phải tắt trạm năng lượng, còn Sauron thì dập mạng lưới báo động. Quy trình này sẽ kéo dài trong 5 phút và Neo phải mở cửa trong khoảng thời gian đó. One fails. All fail. Quay trở lại thế giới thực, trước khi lên đường, Neo cầu xin Trinity ở lại và dù rất lưỡng lự nhưng cô vẫn gật đầu. Niobe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng nhóm Sauron lại bị lũ mực quái vật giết chết ngoài đời thực trước khi kịp hoàn thành sứ mệnh, buộc Trinity phải vào cuộc để làm cho xong việc, gợi nhắc trực tiếp đến phân cảnh ở đầu phim. Một bầy Smith chặn đứng Neo và Morpheus, chúng định chiếm cơ thể của lão đại, nhưng Neo đã ngăn chặn kịp thời. Trong khi hai người đang vật lộn với đám phản diện, thì thợ khóa nhanh trí đi tìm cánh cửa dẫn đến cội nguồn, vừa kịp lúc Trinity ngắt toàn bộ hệ thống. Neo cùng Morpheus bay vào cánh cửa mà người thợ đã mở sẵn, và ông sập cửa ngay khi hội Smith xấy kẹo đồng đến inh tai. Hai người hùng đương nhiên là toàn mạng, nhưng thợ khóa thì không may mắn như vậy. Ông chỉ kịp đưa chìa khóa của mình cho Neo và đã qua đời. Trong căn phòng cội nguồn, Neo đối mặt với kiến trúc sư, cha đẻ của ma trận. Anh được biết rằng kẻ được chọn là một lỗi trong hệ thống mà đấng sáng tạo không thể giải quyết. Ngoài ra, đã có đến 6 đời ma trận khác nhau, nên Neo không phải là kẻ được chọn duy nhất. Tất cả đều nằm trong tính toán của ma trận để vận hành trơn tru. Kiến trúc sư tiếp tục kể ma trận đầu tiên quá hoàn hảo nên đã thất bại. Để khắc phục,
ông ta đã tạo ra một thế giới phản ánh đúng bản chất của con người. Đó là cơ hội lựa chọn. Như vậy, Zion được sinh ra chỉ để bị tiêu diệt. Neo không thể tiêu hóa sự thật này, nhưng kiến trúc sư cho biết đây đã là lần thứ 6 rồi và ông ta đang ngày một làm tốt hơn. Để mọi việc diễn ra yên ổn, Neo phải trở về cội nguồn, chọn ra 23 người tiếp theo kiến thiết Zion. Bằng không thì ma trận sẽ dính lỗi nặng, tất cả sinh mệnh đang được kết nối sẽ bỏ mạng, dẫn đến sự diệt vong của toàn bộ nhân loại. Nhưng ông ta cũng nói rằng Neo là người duy nhất không quan tâm lắm đến chuyện này, trái ngược với 5 người tiền nhiệm. Đoạn, anh phải lựa chọn giữa hai cánh cửa, bên phải dẫn về cội nguồn, nơi mọi thứ sẽ được bắt đầu lại như chưa từng có cuộc chia ly. Bên trái, dẫn tới Trinity đang đứng trước cái chết. Neo đi về cánh cửa bên trái, không hẹn gặp lại kiến trúc sư. Anh bay hết tốc lực để giải cứu Trinity. Trong lúc đó, Trinity đang vật lộn với tay độc vụ, lao ra cửa sổ và trúng đạn y như trong cảnh đầu của phim. Nhưng trong gang tấc trước khi tiếp đất, Neo đã đỡ được cô. Hai người hạ cánh xuống tầng thượng, nhưng Trinity chỉ còn thoi thóp. Neo đưa tay vào trong cơ thể cô và lấy ra viên đạn, nhưng cũng không thể ngăn nàng thơ ra đi ngay trong vòng tay của anh. Không chấp nhận sự thật, Neo bóp tim trực tiếp cho Trinity, đưa cô trở về từ cõi chết. Hai người hôn nhau như thể chưa bao giờ được hôn. Ở ngoài thế giới thực, Neo cho Morpheus biết họ chỉ còn 24 giờ để cứu Zion, và lời sấm chỉ là dối trá, là một phương thức kiểm soát. Chưa kịp tiêu hóa sự thật, Morpheus cùng đồng đội đã phải đối mặt với những cỗ máy hủy diệt. Lần này thì EMP đã vô dụng vì lỗ mực đã biết cách tấn công từ xa. Phi hành đoàn phải vật lộn để thoát thân, đành chấp nhận nhìn Nebuchadnezzar cháy ra trò. Trong khi tất cả đang chạy bán sống bán chết, Neo lại phát hiện ra điều gì đó. Anh đứng lại, đối mặt với lũ robot và tỏa ra xung lực như một khẩu EMP thứ thiệt. Khi robot ngủm cú đèo, người được chọn cũng bất tỉnh theo. Trong lúc Neo đang được chăm sóc, chúng ta được biết loài người đã có một đợt phản công, nhưng thất bại vì có người đã bật EMP sai thời điểm, tạo điều kiện cho một trận cuồng sát. Cả 5 con tàu đều bị khuất phục và chỉ có một người sống sót. Trước khi phim kết thúc, chúng ta được biết kẻ đó chính là Bane, người đã giết hụt Neo. Và đúng vậy, đây chính là đặc vụ Smith đã thâm nhập vào thế giới thực. Mà trận tái lập kết thúc ở đây. Để giải lao trước khi đến với phần phim cuối cùng, hãy cùng mình đi sâu hơn vào cơ chế vận hành của ma trận. Như đã nói ở trên, ma trận hoàn toàn kiểm soát con người, nhưng vẫn có những cá nhân ý thức được sự giả lập này, những cá nhân thật sự nhạy cảm và thắc mắc về bản chất của mọi thứ. Tuy nhiên, không chỉ những bộ óc kiệt xuất mới nhận thức được sự thật này. Dan Davis là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Anh ta quyết định tham dự cuộc thi chạy để phá vỡ kỷ lục 8,99 giây của mình, để phủ nhận toàn bộ cáo buộc về việc sử dụng chất kích thích. Dù được can ngăn rằng nếu chạy quá sức, sự nghiệp sẽ tiêu tan, nhưng Dan vẫn quyết tâm chạy, để rồi có những bó cơ bị vỡ toạc. Lúc này, Dan đã vượt qua cực hạn và thoát ra khỏi ma trận, nhưng ngay lập tức bị những cỗ máy kéo về thực tại giả tưởng. Nói cách khác, con người hoàn toàn ý thức về tính phi thực tế của thế giới ma trận, nhưng hệ thống robot sẽ tìm cách triệt tiêu suy nghĩ này, ngăn không cho người ta được tự do. Tuy tân tiến đến vậy, nhưng ma trận cũng có những lúc giật lag y như não của bạn vậy. Ở những địa điểm mắc lỗi, cơ chế vật lý sẽ biến đổi hoàn toàn, khiến trọng lực biến mất hoặc là mưa ở phạm vi rất nhỏ. Tuy nhiên, những tay đặc vụ sẽ nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này và khẩn trương khắc phục nó, dù người ta có để ý hay không. Giữa một thế giới lũng đoạn như vậy, con người cũng tìm ra mọi cách để giải phóng bản thân. Loài người từng tìm cách lấy độc trị độc, đưa robot vào chính ma trận để kiểm soát chúng, với hy vọng sẽ truyền tải được một số cảm xúc đặc thù như thấu cảm hoặc trắc ẩn. Những người sáng tạo hy vọng rằng với chiến lược này, họ có thể đào tạo robot tại Zion và sử dụng chúng để chống lại quân đoàn máy móc đang nắm quyền kiểm soát. Đúng là robot sẽ được cảm hóa và hỗ trợ con người, nhưng chính những cảm xúc nhân tạo đó có khi sẽ lại phản tác dụng và giam cầm chúng ta trong một thực tại khác. Tạm gác lại những sự kiện bên lề, chúng ta sẽ trở lại với mạch truyện chính trong phần phim Ma Trận thứ 3. Ma Trận, Cách Mạng diễn ra ngay sau những sự kiện của phần phim thứ 2. Lúc này, cả Bane và Neo đều đang bất tỉnh. Trong khi Bane đơn thuần là hôn mê, thì những tế bào của Neo lại cho thấy anh dường như đang ở trong Ma Trận. Mặc dù Morpheus đã cho ra lệnh tìm kiếm Neo trong Ma Trận, nhưng anh lại không ở đó. Thực chất, Neo đang mắc kẹt tại một trạm tàu điện ngầm là thực tại nằm giữa Ma Trận và Cội Nguồn. Ở đó, nam chính gặp một gia đình, mà đúng ra chỉ là những chương trình bên trong ma trận. Người bố cho biết thực tại này được vận hành bởi người lái tàu, và anh ta làm việc dưới trướng của Merovingian, kẻ đã bị hội Neo xỏ mũi ở phần phim trước. Khi tàu đến, Neo cố gắng leo lên cùng gia đình nọ, nhưng bị người lái tàu cản lại. Nam chính đành bất lực, bởi tại đây, đối phương của anh là người kiểm soát tất cả mọi thứ. Ở một diễn biến khác, Seraph yêu cầu Trinity và Morpheus gặp mặt nhà tiên tri. Tại thời điểm này, bà đã có một nhân dạng khác, là hậu quả từ lựa chọn của bà. Nhà tiên tri thông báo về tình trạng của Neo.
và mặc dù Seraph, Morpheus cùng Trinity đã cố gắng để rượt đuổi theo tay lái tàu, nhưng hắn vẫn chạy thoát. Như vậy, ba người buộc phải đến Hell Club để thương thuyết với Merovingian nhằm giải cứu Neo. Sau khi giải quyết hết lực lượng an ninh, bộ ba đối mặt với Merovingian và muốn hắn đổi đôi mắt của nhà tiên tri lấy sự tự do cho người được chọn. Trinity không chấp nhận đề nghị này, cô đánh động đám đông và tất cả chĩa súng vào nhau. Nhận thấy quyết tâm giải cứu người yêu bằng mọi giá của Trinity, Merovingian buộc phải đáp ứng nhu cầu. Dù đã thoát khỏi toa tàu điện ngầm, nhưng vì bối rối trước diện mạo của ma trận, Neo gặp nhà tiên tri lần nữa trước khi trở về với thế giới thực. Nhà tiên tri cho biết, Neo đã tạo được kết nối với cội nguồn, nhờ đó mà anh có sức mạnh tiêu diệt robot chỉ bằng tay trần, bởi cả ma trận lẫn thành phố máy móc đều được trích xuất từ cội nguồn mà thôi. Ngoài ra, bà còn cho Neo biết Smith là phiên bản đối lập của anh, và năng lượng đang ngày một gia tăng của hắn sẽ gây hại cho cả ma trận, cội nguồn lẫn thành phố máy móc. Nhà tiên tri kết luận rằng trận chiến rồi sẽ kết thúc, nhưng không biết nó sẽ chấm dứt như thế nào. Sau khi Neo rời đi, một nhóm Smith tiếp cận nhà tiên tri. Trong lúc đó, Seraph cùng Sati, bé gái tại nhà ga nọ cũng bị tay đặc vụ trấn áp. Chúng ta không biết số phận của hai người ra sao, nhưng nhà tiên tri thì bị Smith chiếm trọn cơ thể và năng lượng. Hắn nở nụ cười điên loạn trước tương lai mà mình nhìn thấy. Bên ngoài thế giới thực, phi hành đoàn Nebuchadnezzar thâm nhập con tàu Logos đã bị vô hiệu hóa bởi Niobe. Họ không mất nhiều thời gian để khởi động lại con tàu. Và lúc này, Bane cũng tỉnh giấc, gã không nhớ gì về sự kiện kinh hoàng lúc trước. Sau khi tỉnh dậy, Neo đề nghị được sử dụng một con tàu để thâm nhập vào thành phố máy móc, nhưng lại không giải thích được vì sao. Roland, thuyền trưởng của tàu Hammer nhất mực từ chối, nhưng Niobe chấp thuận để người được chọn sử dụng tàu Logos của cô. Về sau, chúng ta mới biết Niobe làm vậy vì lời sấm của cô là giúp đỡ Neo. Thật may mắn khi Neo không lên đường một mình mà có cả Trinity. Những người còn lại quay về Zion bằng tàu Hammer của thủ lĩnh Roland. Khi đã lên đường, họ mới biết Bane đã giết chết người trong đoàn và ẩn náu trong tàu Logos, nhưng đã quá trễ để quay về giúp đỡ. Trước khi Neo và Trinity cất cánh, Bane tấn công Trinity và giam giữ cô, rồi đối mặt với Neo. Đến lúc này, nam chính mới biết anh đang đối mặt với Smith. Khi trận đánh đang căng thẳng, Smith thiêu đốt đôi mắt Neo bằng nguồn điện. Những tưởng tay phản diện đã thắng, thì Neo lại phản công và giết chết hắn, bởi anh vẫn cảm nhận rõ được chuyển động của đối phương. Trong lúc này, tàu Hammer đang đi rất nhẹ rất khẽ để tránh sự chú ý từ lũ robot. Nhưng sau một cú va chạm, nỗ lực của phi hành đoàn thành công dã tràng, vì bọn quái vật đã lao đến con tàu như lũ thiêu thân. Dù rất cố gắng chống cự, nhưng tàu Hammer vẫn bị tước mất anten liên lạc, tức là họ sẽ không thể giao tiếp với Zion được nữa. Tại Zion, tất cả đang chuẩn bị quân lực trước cuộc đổ bộ của lũ robot quái đản. Họ thể hiện tinh thần quyết tử. If we have to give these bastards our lives, we give them hell before we do. Trước khi một máy khoan xuyên thẳng qua pháo đài Zion, kích động cuộc chiến sống còn, loài người chiến đấu ngoan cường nhưng lũ mực ngày một đông hơn, đẩy nhân loại vào thế khó khi quân trang đang ngày một thưa thớt dần. Ở một chiến tuyến khác, Dee, vợ của Link cùng chiến hữu là Chara đã rất nỗ lực để vô hiệu hóa những cỗ máy hủy diệt nhưng không thành công. Thậm chí, Chara còn bỏ mạng trước đòn tấn công hung tợn của máy móc. Khi tàu Hammer về đến nơi, đại tá Mifune chịu trách nhiệm mở cổng, nhưng ông lại không thể đứng vững trước sức tấn công của quân đoàn robot. Vị thủ lĩnh qua đời, giao lại trọng trách cho cậu trai năng nổ mà chúng ta từng biết đến trong phần phim thứ hai. Sau những bước di chuyển đầy dũng cảm, cuối cùng cậu trai cũng mở được cánh cổng, vừa kịp lúc Hammer lao vào dũng mãnh. Link kích hoạt EMP trên tàu ngay lập tức, qua đó vô hiệu toàn bộ máy móc trong thành phố, kể cả hệ thống phòng thủ của phe chính diện, buộc loài người phải rút sâu vào trong để trấn thủ. Trong lúc đó, Neo và Trinity đã tới gần thành phố máy móc. Hệ thống phòng thủ bắt đầu đánh trả họ bằng những con mực quái vật khổng lồ cùng bom đạn từ phía, nhưng Neo sử dụng khả năng siêu việt để chống cự. Tuy nhiên, lũ quái vật nhanh chóng bám kín con tàu, vượt qua tầm kiểm soát của Neo, khiến Trinity phải bay vút qua tầng mây, và đó cũng là lúc tàu ngừng hoạt động, cắm thẳng xuống mặt đất. Trinity vừa kịp khởi động con tàu thì nó đã lao vào cỗ máy gần đó. Neo may mắn sống sót sau dư chấn, nhưng Trinity lại bị trọng thương. Vì đây là thế giới thực, nên Neo không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến người yêu của mình ra đi ngay trong vòng tay. Đơn thương độc mã, Neo đàm phán với thủ lĩnh của tập đoàn máy móc rằng Smith đang ngày một mạnh hơn, rồi hắn sẽ san phẳng tất cả và chỉ anh mới có thể ngăn chặn được điều đó. Anh thỏa thuận sẽ ngăn chặn Smith, đổi lại là cuộc đình chiến ở Zion. Tay thủ lĩnh chấp thuận và toàn bộ máy móc tạm ngừng hoạt động, còn Neo được tạo điều kiện để kết nối với ma trận. Lúc này, ma trận chỉ còn Smith và những bản sao của hắn. Dưới cơn mưa tầm tã, Smith và Neo đánh nhau như những vị thần. Cuối cùng, sau một cú va chạm cực mạnh,
kèm với những đòn đánh liên hồi. Cuối cùng Neo cũng gục ngã. Tay Smith đắc chí nói: "Everything that has a beginning has an end, Neo." Hệt như những gì nhà tiên tri từng nói về Neo, tức là Smith không thể chiếm đoạt tinh thần của bà. Đoạn, Smith chiếm lấy thể xác của Neo, nhưng đó là khi anh tiến vào cội nguồn để tiêu diệt Smith một lần và mãi mãi. Sau khi xác nhận nhà tiên tri rằng trận chiến đã kết thúc, cơ thể Smith sáng loà và phát nổ, kéo theo tất cả những bản thể tiêu tùng, qua đó trả lại sinh mệnh cho nhân loại, bao gồm cả nhà tiên tri. Neo giữ đúng lời hứa tiêu diệt Smith, nên quân đoàn robot cũng rút khỏi Zion. Trong khi cư dân Zion đang ăn mừng chiến thắng, cơ thể của Neo được chuyển đi giữa một trời bão tố. Cảnh cuối phim là cuộc đối thoại giữa nhà tiên tri và kiến trúc sư. Ông của trách bà vì đã thay đổi cách vận hành của ma trận, nhưng bà trả lời đó là việc đáng và nên làm. Kiến trúc sư cũng thừa nhận rằng ông sẽ trả tự do cho bất kỳ ai muốn thoát khỏi ma trận, nhưng lại không giao kèo gì cả. Trilogy ma trận kết thúc bằng cảnh bình minh lên giữa thế giới máy móc, và cây cối cũng tràn đầy sức sống y hệt như thế giới thực. Theo tựa game The Matrix Online, với sự tham gia của cặp đôi đạo diễn Wachowski, thi thể của cả Neo và Trinity đều được đưa về Zion. Như vậy, có thể khẳng định họ vẫn có khả năng sống sót, dù câu trả lời còn đang bỏ ngỏ, hứa hẹn sẽ được trả lời ở phần 4. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.